À, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay Vương cũng xin phép dành một chút thời gian sau khi mà sắp xếp các công việc thì cũng ngồi đây tại chính cái farm này, farm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng ở Trùng Quế, để chúng ta có thể cùng nhau giao lưu, chia sẻ và tìm hiểu như thế nào gọi là nông nghiệp tuần hoàn và cái con Trùng Quế nó cũng có những cái công dụng gì trong sản xuất nông nghiệp. Thì ngày hôm nay Vương xin phép được giới thiệu một chút về khái niệm nông nghiệp tuần hoàn là gì, để cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn về nó và tại sao chúng ta phải làm nông nghiệp tuần hoàn và những cái sản phẩm giá trị gia tăng từ nông nghiệp tuần hoàn nó có lợi ích gì. Thì nông nghiệp tuần hoàn nó sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng bản thân Vương rút ra được một cái định nghĩa rất là đơn giản và dễ hiểu. Nó sẽ thiên về mặt kỹ thuật một chút, đó là nông nghiệp tuần hoàn là một nền nông nghiệp ứng dụng cả những cái sản phẩm trong suốt cái quá trình sản xuất. Tức là nó là một vòng tuần hoàn khép kín, nó không tạo ra chất thải gây ô nhiễm môi trường, mà toàn bộ những cái chất thải thải ra trong quá trình sản xuất và canh tác nông nghiệp sẽ được tái sử dụng làm phân bón, làm vi sinh, làm thức ăn chăn nuôi cho động vật ở trên bờ cũng như là động vật ở dưới nước. Từ đó sẽ không phung phí những cái nguồn tài nguyên mà trước giờ chúng ta không chú tâm đến. Cụ thể là cái con trùng quế trong cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn nó sẽ có cái công dụng gì? Thì nó sẽ xử lý chất thải chăn nuôi như phân gia súc, gia cầm, chất thải rau củ quả bỏ đi để làm vermicomposting, tức là phân trùng quế giàu dinh dưỡng và vi sinh. Và bản thân cái con trùng quế sau quá trình mà chúng ta nuôi nó phát triển và sinh sản á, thì cái lượng trùng thịt thu hoạch được sẽ là một cái nguồn thức ăn giàu đạm tinh để cung cấp cho vật nuôi tôm, cá, gà, lươn, heo, ếch, vân vân. Thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái chi phí đầu vào, tăng sản lượng và cái nguồn chất lượng thịt ứng dụng trùng quế cũng như là những cái nguồn nông sản, cây cối, rau củ quả chúng ta áp dụng phân trùng. Từ đó giúp tiết kiệm được chi phí và tăng năng suất cũng như là tăng thêm lợi nhuận cho bà con. Nói tóm lại, nông nghiệp tuần hoàn là một nền nông nghiệp khép kín theo kiểu hình tròn. Tất cả những sản xuất, sản phẩm, phụ phẩm, phối phẩm bỏ đi của quá trình này sẽ là nguồn nguyên liệu đầu vào của quá trình kia. Từ đó sẽ thành một vòng tuần hoàn khép kín, ứng dụng để làm sao mà chúng ta tối ưu hóa được chi phí sản xuất, tối ưu hóa được cái quy trình kỹ thuật, nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm, nông sản, từ rau củ quả đến thực phẩm là thịt và những cái loại gia súc gia cầm an toàn và tử tế để phục vụ cho thị trường cũng như là cho chính gia đình của mình. Thì vừa rồi thì Vương cũng xin chia sẻ một chút về cái khái niệm nông nghiệp tuần hoàn. Vậy thì Vương đang làm gì với cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn này? Thì hiện tại Vương đang áp dụng cái mô hình cải tiến từ cái mô hình vườn ao chuồng ngày xưa VAC thành cái mô hình vườn ao chuồng trùng quế, phân bón hữu cơ vi sinh, sản xuất dinh dưỡng sinh học và kết hợp với lại du lịch trải nghiệm, tri thức nông nghiệp miễn phí dành cho tất cả mọi người yêu nông nghiệp, muốn quan tâm đến nông nghiệp. Thì trên bàn Vương đây là những cái sản phẩm giá trị gia tăng trong suốt cái quá trình nghiên cứu và sản xuất trong suốt thời gian qua của Vương. Thì mỗi loại sản phẩm thì Vương cũng xin phép được trình bày và chia sẻ từng chút, và cái thời gian quay video nó cũng có hạn, và để tóm tắt ngắn gọn nhất để cho mọi người hình dung rõ hơn thì ngay sau đây Vương sẽ giới thiệu từng chút chi tiết hơn từng loại sản phẩm, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thành phần và cái hiệu quả cũng như là những cái vấn đề về chi phí sử dụng trong suốt cái quá trình canh tác nông nghiệp của mình. Ngoài ra, ngoài những cái sản phẩm cầm nắm trên tay và ứng dụng trực tiếp cho cái farm của mình, cái vườn của mình, thì Vương cũng xin giới thiệu combo 3 quyển sách nông nghiệp mà Vương rất là tâm huyết cùng với các cộng sự đã biên soạn và cho ra trong suốt cái quá trình nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm của mình. Cái bộ sách thứ nhất gồm 2 quyển, đó là cái quyển kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch. Cái quyển này nó ra đời vào năm 2017, khá là dày, nó có tất tần tật những kiến thức liên quan đến kỹ thuật nuôi trùng, cách xây dựng chuồng trại, cách thu hoạch phân, chăm sóc trùng, xử lý thiên địch, rồi rất là nhiều cái mẹo để chúng ta có thể nuôi trùng năng suất cao. Thì cái quyển sách này ra đời tại Củ Chi lúc mà Vương đang thực tập cũng như là làm việc trong suốt thời gian ở đó. Quyển này thì gồm có 4 phần chính. Phần thứ nhất là kỹ thuật nuôi trùng quế, cách xây dựng chuồng trại. Phần thứ hai là cái kỹ thuật ứng dụng trùng quế trong trồng trọt. Phần thứ ba là ứng dụng trùng quế trong chăn nuôi, gồm có nuôi trên bờ và nuôi dưới nước. Và cuối cùng là bảng thành phần các chỉ tiêu dinh dưỡng có trong phân trùng, dịch trùng, trà trùng, form chia và những cái sản phẩm giá trị gia tăng khác và những cái mô hình ứng dụng thành công cái mô hình nuôi trùng quế này. Thì cái quyển sách này là quyển sách thứ nhất. Cái quyển sách thứ hai đó là cái quyển sách nói về cái kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong việc xử lý chất thải chăn nuôi heo. Quyển này thì nó mỏng hơn, nó ra đời vào năm 2019 2020.
và đã được chuyển giao cho tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn khi mà họ xử lý cái phân heo tươi tại Củ Chi để nuôi trùng quế và năng suất rất là đạt. Nếu mà quý bà con và quý khách hàng mà có nhu cầu xem lại những cái video mà Vương đã nghiệm thu, nghiên cứu cái công trình này thì cứ gửi lên kênh YouTube Vương Trùng Quế, gõ từ khó là xử lý phân heo nuôi trùng quế, ghi thêm một từ là Vương Trùng Quế vào thì nó sẽ ra được cái từ khó và cái video cần xem. Năng suất trùng rất đạt nếu mà chúng ta nuôi và xử lý tốt cái phân heo, thì đó cũng là một cái nguồn thức ăn rất là rẻ tiền để chúng ta tận dụng để nuôi trùng quế. Và cái combo hai quyển sách này vẫn đang là cung cấp và ship code trên toàn quốc cho tất cả quý cô chú anh chị em, cô bác, các bạn đã và đang chuẩn bị dấn thân vào mảng nông nghiệp và muốn tìm hiểu về con trùng quế này. Thì cái bộ sách này giá rất là mềm và Vương sẽ là người trực tiếp tư vấn hướng dẫn cho mọi người ứng dụng những cái kỹ thuật trong cái bộ sách này. Nếu trong quá trình đọc sách tham khảo mà mọi người không hiểu, không biết và muốn tìm hiểu thêm thì Vương rất là sẵn lòng. Thì mọi nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ với số điện thoại Vương để dưới video này ha. Đây là bộ sách đầu tiên, hai quyển, quyển anh, quyển em, kỹ thuật nuôi trùng quế và kỹ thuật ứng dụng trùng quế để xử lý phân heo. Và cái quyển thứ ba, cái quyển rất là tâm huyết, là quyển này được xuất bản vào tháng 6 năm 2023 và hiện tại là tháng 6 năm 2024, được 1 năm rồi. Thì quyển sách này đã được bán hết và đang được tái bản, bổ sung cập nhật thêm những cái kiến thức mới liên quan đến nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Thì quyển sách này nó sẽ sâu hơn và nói rộng hơn, không chỉ riêng về trùng quế mà nó còn nói về cái mảng trồng trọt, chăn nuôi, du lịch trải nghiệm và những cái mẹo, những cái giải pháp cải tạo đất đã thực chiến ứng dụng tại Ninh Thuận, Củ Chi, Bình Thuận, Cần Giờ. Đấy, những cái khu vực mà đã ứng dụng thành công quyển sách này thì Vương đưa hết những cái kiến thức tùy vào điều kiện kinh tế, tùy vào cái nhu cầu và cái quỹ đất mà chúng ta có thể áp dụng những cái tri thức từng chương dưới dạng module, từng hạng mục riêng lẻ, chứ không cần thiết là chúng ta phải làm cái quy mô thiệt là lớn mới áp dụng được cái thông tin trong quyển sách này. Và hy vọng rằng cái quyển tái bản lần tiếp theo nó sẽ được đáp ứng cập nhật những cái thông tin mới nhất để cho mọi người có thể tham khảo. Đấy, thì hy vọng rằng trọn bộ ba quyển sách này sẽ là một cái nguồn cảm hứng cũng như là một cái nguồn động lực và một cái cần để cho tất cả mọi người có thể tìm hiểu, ứng dụng và sử dụng những cái tri thức thực chiến thực tế nhất đã được kiểm nghiệm, khảo nghiệm thành công và áp dụng ngay tại chính cái ngôi vườn của quý vị. Và một lần nữa rất là cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau nói về nông nghiệp tuần hoàn và những cái sản phẩm như Vương đang trình bày ở đây, công dụng, hướng dẫn sử dụng, thành phần, tính chất, giá cả và những cái thông tin khác liên quan đến việc ứng dụng thành công những cái sản phẩm mà Vương đã dày công nghiên cứu ứng dụng và cho ra ngày hôm nay. Một lần nữa rất là cảm ơn tất cả mọi người, quý cô chú anh chị em đã đang xem vào video này và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, giao lưu, học hỏi lẫn nhau những cái tri thức về nông nghiệp bền vững. Và Vương rất là sẵn lòng để mở cửa tham quan miễn phí dành cho tất cả mọi người tại Farm Nông nghiệp Tuần Hoàn Ứng Dụng. Thì mọi người cứ lên Google bấm từ khóa là Farm Nông nghiệp Tuần Hoàn Ứng Dụng Vương Trùng Quế ở Ninh Thuận, và chúng ta sẽ vào link Google Maps và Vương rất là sẵn lòng mời mọi người đến đây giao lưu, chia sẻ, kết nối và thưởng thức những cái loại rau củ quả trái cây tử tế minh bạch mà Vương cùng với các cộng sự đã dày công nuôi trồng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Và nếu như quan tâm và chúng ta muốn tìm hiểu xem những cái video chi tiết cụ thể từng sản phẩm, từng giải pháp hoặc là những cái nhu cầu, những cái đề xuất nguyện vọng của quý cô chú anh chị em để Vương làm những cái video chuyên sâu hơn về những cái sản phẩm khác, không chỉ riêng những sản phẩm ở đây, hoặc là những cái quy trình, những cái giải pháp khác, thì xin hãy comment và bình luận bên dưới. Vương sẽ dành thời gian và làm video để phục vụ cho quý bà con và cung cấp cái tri thức, những gì mình hiểu, mình biết, với phương châm là chúng ta cùng biết, cùng nhau làm. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.